Thưa quý vị, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn và ít người qua lại, người dân tại nhiều vùng cao vẫn lén lút trồng thạch cây thuốc phiện. Mặc dù trong thời gian qua, các lực lượng chức năng cũng đã xử lý nhiều vụ vi phạm trồng và buôn bán cây thuốc phiện, tuy nhiên xuất phát từ lợi nhuận là rất lớn nên nhiều đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để trồng loại cây này. Chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông, nhưng mảnh vườn này từng được ông Thào A Kế trồng 79 cây thuốc phiện. Sau khi lực lượng công an phường Sa Pả phát hiện, ông Kế bị xử phạt hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng và buộc phải nhổ bỏ toàn bộ cây thuốc phiện đang trồng. Biết là vi phạm pháp luật, nhưng nhiều người dân tộc thiểu số như ông Kế vẫn cố tình trồng thuốc phiện với nhiều lý do. Mà bây giờ mình bị phạt rồi, mà chú ý trồng cây, đang trồng, chú ý là thuốc rồi. Cái đó bọng, bị chảy, người đấy. Phường Sa Pả từng là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện tại thị xã Sapa. Cây thuốc phiện thường được các đối tượng trồng tại khu vực xa xôi hẻo lánh, cùng với các loại cây tương tự. Nhiều vụ việc trồng và mua bán thuốc phiện với số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hình sự. Thường thường thì những cái người dân sử dụng các cái tấm lưới đen với mục đích là che chắn để tránh phát hiện của cơ quan chức năng. Cho nên là cái việc mà phát hiện, quá trình đi tuần tra kiểm soát để phát hiện cái việc trồng cây thuốc phiện từ nhân dân là cũng là rất là khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay, công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt 7 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển thuốc phiện, thu giữ 4 kg thuốc phiện, hơn 85 kg quả cành thuốc phiện và 3.500 cây thuốc phiện. Với cái loại tội phạm về trồng cây thuốc phiện trong cái thời gian qua thì báo cáo đồng chí là cơ bản là coi như là cũng đấu tranh rất quyết liệt, chỉ đạo lực lượng, nhất là lực lượng công an xã bám làng, bám bản, bám các cái ở vùng sâu vùng xa, cương quyết để coi như là yêu cầu bà con là phải triệt phá các cái loại cây đã trồng. Bên cạnh đó thì kịp thời phát hiện và ngăn chặn các cái biểu hiện mua bán, tàng trữ để phòng ngừa và đấu tranh với cái loại tội phạm về trồng cây thuốc phiện. Tình trạng người dân lén lút trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra tại địa bàn vùng cao. Bởi vậy, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của cây thuốc phiện sẽ từng bước góp phần xóa bỏ thực trạng này.